Cathy Hà xin mến chào quý vị. Hôm nay Cathy ghé Hồng Kông để mình học làm một cái món mì mà họ hay ăn vào buổi sáng. Và rất là đơn giản quý vị, đó là mì Hồng Kông chiên. Cái này thì là trong bịch ở ngoài chợ Việt Nam mình bán, nó dễ tìm hơn. Nếu mình có tươi thì tốt, nhưng mà khô thì nó Cathy thấy nó ráo hơn. Kế bên này đó thì mình có những cái gia vị gì? Đó là mình sẽ có tí xíu tỏi, hành lá cũng được, nhưng mà hôm nay Cathy xài boro, đây là leeks đây, và kế bên đây thì tí xíu giá. Xong rồi hồi nãy đi chợ đó thì là thấy tiệm bán xá xíu rất là ngon, nên Cathy nói thôi để thêm tí xíu thịt xá xíu để cho ngon. Và kế bên này thì mình sẽ thấy là những cái xì dầu, mà xì dầu thường và một loại nữa là xì dầu ngọt và sa tê. Để mình bắt đầu thì là mình phải luộc mì. Vừa sôi sôi nước thì mình để khoảng chừng là một muỗng canh dầu vào đây để cho nó dễ luộc. Đó, đây là mình để sẵn đây. Xong rồi mình mới là lấy từ vắt để mình luộc. Cathy sẽ cắt làm ba đi. Xong rồi mình xắt nó nhỏ nhỏ lại. Cái xá xíu này hồi nãy ngoài chợ đã cắt rồi, nhưng mà mình cần phải cắt lại sợi nhỏ nhỏ. Bây giờ đó thì mình thả vào, Cathy sẽ để vào rồi nước sôi á, thì mình có thể giữ nó sôi vào medium high. Thấy sơ sơ giống như là angel hair, cái mà pasta của Ý. Đó. Xong bây giờ Cathy lấy ra liền. Đó, nó đã xong, vừa mềm. Wow. Cái mì này thì nó được ráo ráo, nhưng mà mình muốn một muỗng canh nước xì dầu, mà xì dầu đen này đang cho nó có màu vào cái mì. Vừa thôi, không có nhiều lắm, tại một hồi nữa mình có thể chan nước tương nữa. Đó, thì Cathy để như thế này đây. Xong rồi cũng rưới một muỗng canh dầu lên đây cho cái mì nó bóng lên. Kế tiếp Cathy để tí xíu tỏi này để mình làm cái phần xào đi. Dạ. Đây cũng 3-4 tép tỏi. Để tí xíu dầu vào chảo đây. Đó, mình thấy đây, để thẳng vào. Xong rồi mình xào lên một tí đây. Rồi đây, nó vừa bóng và nó dịu xuống, vẫn còn màu xanh, thì Cathy để giá lên vào luôn, làm cho nó được chín chung một tí thôi. Thì mình muốn cái màu cho nó vẫn còn đẹp, và lúc mình ăn thì vẫn còn giòn giòn một tí xíu. Mình thấy đây, chỉ vài giây là được. Bây giờ Cathy lấy ra đi. Lửa vẫn còn cao, Cathy sẽ để cái tỏi vào phân nửa thôi, và thịt xá xíu vào để cho nó được thơm. À, tí xíu dầu thôi, không có bị khét. Tại vì nhiều khi ở trong xá xíu, thịt xá xíu có tí xíu mỡ nữa, nên Cathy không có muốn để quá nhiều dầu. Mình muốn cái này là mì này nó rất là ráo. Rồi đây, mình thấy rất là thơm nè. Kể như là cái phần này là xong đó. Khoảng chừng 2 muỗng dầu nha. Tại vì bây giờ đó thì là mình mới đã để vào cái mì. Bây giờ trước khi đó thì Cathy sẽ để hết cái tỏi vào. Rồi đây, để lên làm mì đây. Và cái này thì mình để vào cái chảo to to như thế này, mình để thẳng xuống
mình cho nó một cái lớp ở dưới mì nó được giòn. Có thể để tí xíu dầu chung quanh nha, để cho nó giòn thêm. Đó, một đi một vành tròn thôi là đủ. Rồi, đó. Bây giờ mình có thể là lấy cái dĩa đẹp đẹp đi, cái phần mì nó phải mỏng mỏng. Để lửa cao đi. Yes. Alright. Còn mấy sợi nè. Tại vì hồi nữa mình sẽ lật nó qua bên cái mặt kia để cho hai bên mặt nó đều là được giòn và hấp dẫn nữa. Dạ, nó hơi khó. Đó, mình thấy đây. Đó, mấy cọng á thì vừa giòn giòn và vài cọng nó vừa mềm mềm, mình được cả hai. Được hấp dẫn là cái phần đó. Trong thời gian chờ đợi đó thì là mình sẽ làm cái phần nước tương đi. Cathy sẽ xài nước tương mà mình làm phân nửa nước tương này là nước tương ngọt nè. Nó ngọt ngọt mà hơi đặc đặc. Xong rồi mình pha với nước tương thường. Cái này thì nó mặn hơn và lỏng hơn. Xong rồi cuối cùng á, thì mình để một muỗng sa tê vào để cho hấp dẫn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi đây. À, ta-da, là xong. Bây giờ mình sẽ lấy cái mì ra để vào dĩa. Ồ, như thế này. À, nó cũng lạ lạ. Màu xanh trắng rất là đẹp, rồi màu đỏ của xá xíu nữa quý vị. Wow. Thơm ơi là thơm, còn khói lên nè. Thôi bây giờ mình ra bàn để mình ăn nha. Cathy chịu hết nổi rồi, quá đói bụng rồi, hấp dẫn ơi là hấp dẫn. Nói chung là cái chén nước tương mà sa tê như thế này đây là cũng thơm ngon. Thôi giờ mình lấy cái mì. Mà cái này thì là mình ăn như thế nào? Mình lấy tí xíu. À, trước khi đó thì có sẵn. Lấy cái kéo. Giống như làm như baby vậy đó. Cắt tí đằng cho nó gọn gàng. Mình có thể làm như vậy đằng cho bạn bè, gia đình dễ gấp. Mình rưới lên tí xíu nước tương xá xíu này. I mean nước tương sa tê. Nước tương sa tê. Quên, phải cay cay nè. Giờ mình ăn nha. Cái kiểu này mình coi làm sao, cái miếng giòn nè. Vừa giòn giòn mà vừa mềm mềm. Giá còn giòn. Quý vị ơi, Cathy sẽ để cái nguyên liệu cho cái món hôm nay vào website của mình. Đó là cathyhacooks.com để quý vị dễ đi chợ. Rồi hẹn gặp kỳ sau nhé. Mình sẽ làm một món ngon nữa. Bye bye, see you next time.